Xin chào các bạn đến với web thể thao và bóng chuyền Việt Nam. SEA Games 31 đang đến rất gần và đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam thì cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lần thứ 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề mà tôi tin chắc rằng rất nhiều những người hâm mộ bóng chuyền tại Việt Nam rất quan tâm. Đó chính là những vận động viên sở hữu chiều cao khủng nhất tại các đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ tham dự kỳ SEA Games 31 sắp tới. Trong bộ môn bóng chuyền thì chiều cao là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Và ngay sau đây chúng ta hãy đi tìm chủ nhân của những chiều cao rất khủng đó. Đứng thứ 5 trong danh sách của chúng ta là vận động viên Katrina Tolentino của đội tuyển bóng chuyền Philippines với chiều cao 1m87cm. Vận động viên bóng chuyền người Canada gốc Philippines này thì hiện đang chơi cho đội Choco Mucho Fighting Titans trong giải bóng chuyền Premier League. Dù sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chấn thương dây chằng, nhưng Tolentino vẫn được triệu tập vào đội tuyển Philippines vào tháng 9 năm 2021. Tại mùa giải PVL 2021-2022, Tolentino đã được bình chọn là đối chuyền xuất sắc nhất. Cô hẹn sẽ là một trong những mũi tấn công chủ lực của Philippines tại SEA Games 31 sắp tới đây. Và cái tên tiếp theo trong bản danh sách mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền với chiều cao 1m88. Cô gái đến từ Vĩnh Long được xem là hiện tượng hiếm có của bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đến với đội 1 của truyền hình Vĩnh Long thì cô chỉ cao 1m85 cùng với sức bật lên tới 3m11. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì những ghi nhận cho thấy phụ công Nguyễn Thị Bích Tuyền sở hữu chiều cao 1m88 và sức bật cực kỳ khủng, vượt lên kỷ lục của đàn chị Hà Ngọc Diễm và trở thành vận động viên có sức bật cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ. Sức mạnh của Bích Tuyền nằm ở những cú ra tay trên lưới nhanh như chớp và đầy uy lực không khác gì các nam vận động viên. Chiều cao vượt trội, sải tay dài, tỷ lệ cơ thể chuẩn với đôi chân dài. Bích Tuyền hội tụ đủ yếu tố để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đó là những thông tin về người cao thứ 4 trong bản danh sách ngày hôm nay của chúng tôi. Và người đứng thứ 3 trong bản danh sách này đó chính là vận động viên Palomata của đội tuyển Philippines với chiều cao là 1m91cm. Với chiều cao là 1m91 thì đội tuyển Philippines góp mặt thêm một vận động viên có chiều cao khủng nữa. Nữ vận động viên này thì sinh năm 1995, có chiều cao là 1m91, cũng thi đấu ở vị trí phụ công giống như Santiago. Hiện tại thì Palomata đang thuộc biên chế của Home Force High Speed Hitter, đội bóng chuyền nữ chuyên nghiệp của Philippines. Sở hữu hai phụ công có chiều cao trên 1m90 trở lên thì chắc chắn là hàng chắn của Philippines sẽ là một bài toán nan giải đối với các đối thủ khác tại SEA Games 31 sắp tới, trong đó thì có cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta. Sau thất bại tại SEA Games 2019 thì bóng chuyền nữ Philippines đang rất quyết tâm sẽ đổi màu huy chương khi cố gắng có được tấm huy chương bạc và thậm chí là giành tấm huy chương vàng trong kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới. Vừa rồi là ba cái tên đầu tiên mà chúng tôi gửi đến các bạn và đứng ở vị trí thứ 2 trong top 5 vận động viên cao nhất của bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 31 sắp tới đó chính là Trần Thị Thanh Thúy, một cô gái đến từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy thì sở hữu chiều cao là 1m93. Khủng long Thanh Thúy đang là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô gái có chiều cao 1m93 sẽ tiếp tục mang tấm băng đội trưởng và là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trong hành trình bảo vệ tấm huy chương bạc tại SEA Games 31 sắp tới của chúng ta. Và nghĩ xa hơn sẽ là việc đổi màu huy chương và lật đổ Thái Lan giành tấm huy chương vàng. Thanh Thúy thì cũng chính là vận động viên có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất. Trong hai mùa giải vừa qua, Thanh Thúy đã có sự tiến bộ vượt bậc. Từ một tân binh không được trọng dụng trở thành một trong những ngoại binh xuất sắc nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia V-League. Và người đứng đầu trong danh sách top 5 vận động viên cao nhất của bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 31 sắp tới là một cái tên nữa của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Đó chính là vận động viên Alija Santiago. Cô gái này sở hữu chiều cao lên tới 1m95. Santiago chính là cái tên chú ý nhất của bóng chuyền nữ Philippines. Mùa giải vừa qua thì nữ vận động viên cao 1m95 đã được vinh danh là vận động viên chắn bóng xuất sắc nhất giải khi ghi tới 100 điểm chắn bóng trong 120 set đấu. Ở tuổi 26 thì Yaya Santiago đã gặt hái hàng loạt thành công cùng những danh hiệu cá nhân. Trong đó đáng chú ý nhất là chức vô địch Division 1 V-Cup mùa giải 2020-2021. Trong suốt 4 mùa giải thi đấu cho Saitama Aigo Medics, Santiago đã có sự tiến bộ vượt trội
và trở thành một vận động viên hoàn hảo, có thể thi đấu ở cả vị trí phụ công cũng như chủ công. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với top 5 vận động viên bóng chuyền nữ cao nhất tại kỳ SEA Games 31 sắp tới. Trong đó thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta góp mặt hai cô gái, đó chính là Bích Tuyền và Thanh Thúy. Chắc chắn rằng những lợi thế về mặt chiều cao của những vận động viên này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Philippines tại SEA Games 31 sắp tới. Vâng, nếu các bạn đồng ý với ý kiến này hoặc muốn bổ sung thêm một cái tên nào đó thì hãy comment xuống bên dưới của video của chúng tôi. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.